em xin chia sẻ cái cách mình nấu nước đường dùng cho pha chế nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng là 1 kg đường. 1 kg đường thì mình sẽ sử dụng là 700ml nước nha mọi người. 1 kg đường 700ml nước. Rồi mình cho vô đó mọi người. Mình sẽ không có mà mình không có quậy. Khi mà nấu nước đường là mình sẽ không có quậy nha mọi người. Mình không có quậy cái hỗn hợp nước này nha. Mình để cho nó tự tan đi nha mọi người. Để cho nó đường nó tự tan chứ mình không có quậy. Tại vì khi mà mình quậy á, mình dùng đũa hay cái bất cứ cái dụng cụ gì á, mình sẽ quậy đường, mình quậy lên nó thì nó sẽ làm cho cái đường, nước đường của mình á, nó sẽ bị lại đường và nó không có tan được á mọi người. Khi mà mọi người nấu xong mọi người để cái là nó đường nó hay bị dính lại hết á. Cho nên cái phương pháp mà mình nấu là tuyệt đối khi mình cho đường cho nước vô rồi á, là mình sẽ không có quậy nha mọi người. Mình cứ để cho nó tự tan nha, mình cứ để từ từ cho nó tự tan ra. Rồi đường nó sẽ tự tan. Mình có thể mình dùng cái quay nồi á, mình lắc qua lắc lại để cho cái đường ở dưới đáy á, nó tan ra từ từ nha mọi người. Chứ nhớ tuyệt đối là mình sẽ không có quậy nha. Đó, mình cứ để cho nó tan từ từ ha. Cứ là 1 kg đường thì sẽ là 700ml nước nha mọi người. 1 kg đường 700ml nước. Đó, mọi người thấy nó sôi lên chưa? Nó sôi từ từ, nó sôi tim lên. Vậy em không dùng bất cứ cái dụng cụ nào để em quậy nó hết á. Em cứ để cho nó sôi lên từ từ như thế này nè. Mà nó cũng nhanh lắm mọi người. 1 kg đường mình nấu ra nó cũng nhanh sôi lắm. Cái nước nó cũng ít á, nên là nó nhanh sôi lắm. 1 kg đường thì là 700ml nước nha. Mình nấu nhiều thì mình nhân đôi công thức lên, nhân đôi, nhân 3, nhân 4 gì đó. Thì cứ nấu nhiều thì cứ nhân công thức lên nha mọi người. Và đây là cái nước đường của em nó đã sôi rồi nè. Nó đã sôi rồi thì mình hạ lửa bớt. Mình hạ lửa bớt nha mọi người, cho nó giảm sôi nha. Sau khi mà mình hạ lửa một chút xíu á, thì đối với 1 kg đường 700ml nước thì mình sẽ sử dụng là 15ml nước cốt chanh nha mọi người. Không có chanh mình cũng có thể sử dụng nước cốt tắc đều được nha. Đó, mình sẽ cho vô. Mình nấu sôi rồi, sôi bùng lên như thế rồi mình nhỏ lửa. Sau đó mình sẽ cho 15ml nước cốt chanh tươi. Đó, rồi mình lắc đều. Rồi mình sẽ tắt bếp luôn nha mọi người. Thì cái hỗn hợp nước đường này á, thì mình sẽ sử dụng được khoảng là 15 đến 30 ngày luôn á. Mình có thể là mình bỏ trong tủ lạnh á. Thì cái nước đường này thì sẽ dùng cho pha chế giống như mình sẽ pha lục trà, pha hồng trà, pha soda, pha trà tắc. Nói chung là tất cả các loại trà đều mình, tất cả các món về pha chế thì mình đều sử dụng cái nước đường này được nha mọi người. Mình vẫn có thể cái nước đường này là mình sử dụng cho nước ép được nè, rồi xay sinh tố cũng được luôn nè. Nói chung là nó rất là tiện luôn nha mọi người. Đó, mình cứ hạ lửa rồi mình để cho nó thật là nguội rồi mình bỏ vô chai nha mọi người. Rồi khi mà nó nguội rồi nè mọi người. Đó, đây là cái đường sau khi mà nó nguội. Mọi người, cái này em mới nấu á, cho nên là nó chưa có được kẹo lắm. Mọi người bỏ vô tủ lạnh á, nó sẽ nguội xong rồi bỏ vô tủ lạnh á, nó rất là kẹo luôn. Nó, cái đường của mình nó đặc lại, nó cũng rất là ngon á, nó sánh lại luôn á mọi người. Cái này tại vì em mới vừa nấu xong nha. Nó mới hơi nguội nguội thôi chứ nó vẫn chưa có nguội lắm. Cho nên là cái độ sánh của nó chưa có nhiều. Mọi người mà cứ để nó vô tủ lạnh đi là nó sánh lại, nó ngon và nó thơm lắm. Tại vì nó có nước cốt chanh đó mọi người.
Và đây là cái cách mà mình nấu nước đường nha. Rất nhiều bạn hỏi và em cũng có trả lời comment, nhưng mà nhiều khi các bạn không để ý á. Thì hôm nay em ra cái clip để em chia sẻ về cái cách nấu nước đường. Thì hôm nay em sử dụng cái nước đường này để mà em pha hai loại nước uống thông dụng để mà chia sẻ với mọi người nè. Thì đầu tiên là em sẽ làm cái ly soda nha mọi người. Soda chanh, soda Việt Quốc. Mình sẽ sử dụng nước đường để mà mình pha cái soda Việt Quốc này nha mọi người. Đó. Thì em cái sốt Việt Quốc này thì mình sẽ sử dụng là Pudo hoặc là Osta hoặc là Berino nha mọi người. Mình sử dụng 30ml sốt Việt Quốc và 20ml, 10 đến 20ml tùy mình thích chua nhiều thì mình cho nhiều nha. Nước cốt chanh hoặc là tắc. Và đây là cái đường em mới nấu xong á mọi người. Nấu xong là em làm em chia sẻ luôn nha. Đó, thì đây là cái nước đường thì mình sẽ sử dụng là 30ml nước đường, 30ml sốt Việt Quốc, 20ml nước cốt tắc và 30ml nước đường pha chế. Rồi mình sẽ quậy tan ra. Mình sẽ quậy tan ra nha mọi người. Ly em đang sử dụng là ly 700ml nha. Ly này là ly 700ml. Rồi mình sẽ cho đá đầy ly nha mọi người. Cho đá đầy ly. Sau khi mà mình cho đá rồi thì mình sẽ cho cái nước soda lon này nè mọi người. Đó, đây là cái nước soda lon. Cái nước này này nó sẽ không có vị. Nó không có vị thì nó sẽ thích hợp khi mà mình pha soda mà mình dùng sốt á. Nó sẽ thơm và ngon và đậm đà hơn khi mà mình dùng syrup nha mọi người. Đó. Thì mình sẽ cho, khi mà cho đá đầy ly rồi thì mọi người cho cái nước soda vô luôn. Đó, đây là cái cách mà mình pha soda bằng sốt mà sử dụng soda lon không vị như thế này nha. Thì sau khi mà mình cho vô cho nước soda rồi thì mình sẽ trang trí thêm một vài lá chanh để lên cho nhìn nó sinh động nha mọi người. Đó, thì đây em đã hoàn thành xong cái ly soda vị Việt Quốc nha mọi người. Đó, mình đóng ly lại, mình nhìn cái ly rất là đẹp ha. Thì khi mà uống á, thì khách họ cũng sẽ là mình sẽ chỉ khách khi uống thì mọi người nhớ quậy đều lên rồi mình uống nè. Đó, và đây là sau khi mà làm xong thì mình sẽ quậy đều lên. Nếu mà khách mà thích mình quậy thì mình cứ quậy, mình bán mà theo nhu cầu của khách thôi ha. Đó, thì mình sẽ quậy đều lên. Nhìn cái ly sau khi mà mình quậy lên rất là đẹp đúng không mọi người? Rất là ngon luôn. Và cái khi mà mình bán cái soda bằng lon như thế này á, tại vì mình sẽ không bảo quản, rất là khó bảo quản cái nước soda còn lại á, thì khi mà mình bán á mọi người, em thấy cũng có một vài bạn á, họ bán cái cách này cũng khá là hay, là họ sẽ cho cái ly vô, rồi cho cái ly soda vô như thế này, rồi họ cho luôn cái lon soda vào luôn, thì khi khách uống hết á, họ có thể chế thêm soda cũng được luôn nè mọi người. Đó. Và tiếp theo thì mình sẽ làm một cái ly trà tắc mà mình sử dụng cái nước đường pha chế mà em đã chia sẻ trong clip này nha mọi người. Thì đầu tiên là trà tắc thì em sẽ sử dụng hồng trà, 100ml nước cốt hồng trà nha mọi người. Hồng trà nào cũng được, mọi tùy mọi người. Mình tìm mua những cái thương hiệu mà người ta hay dùng á thì mình làm nha. Xuân Thịnh hay là Lộc Phát gì nó đều có hết á. Đó, thì mình sẽ cho 100ml nước cốt hồng trà, 20ml nước cốt tắc và 50ml, 50 đến 60ml nước đường pha chế này. Đó, 50 đến 60ml nước đường pha chế tùy mình nha mọi người. Mình thử rồi mình gia giảm nha. Nhưng theo công thức của em thì cứ là 100 trà rồi 50ml nước đường, 20ml nước cốt tắc. Đó, thì đây là cái ly, ly này là ly 700ml nha mọi người.
rồi mình cũng cho đá vô rồi mình sủi lên là hoàn thành cái ly trà tắc mà sử dụng cái nước đường pha chế mà em đã chia sẻ nè. Thì cái nước đường này á, mình sử dụng được cho trà trái cây nè, rồi mình sử dụng cho trà đào, trà vải, rồi trà ổi, nói chung là tất cả các loại trà đó mọi người, hồng trà, lục trà đó, mình sử dụng được nhiều món trong cái công thức nước đường này lắm. Và đây là cái ly trà tắc mà em sử dụng nè, nhìn ngon ha mọi người ha, nhìn ly trà tắc rất là hấp dẫn luôn. Đó, rất là vui khi chia sẻ nhiều món đến mọi người. Em sẽ luôn luôn mà cập nhật thêm nhiều món để mọi người học hỏi và mọi người có thể tận dụng mình kết hợp vào quán của mình nha. Mở quán mà chưa biết pha chế thì nhớ đăng ký kênh Ngọc Khánh Vlog, nhớ like kênh, share kênh để mọi người biết đến nha. Cảm ơn mọi người.